Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chi tiết. Dịp đầu xuân năm mới, đông đảo người cao tuổi xã Đông Kết, huyện Khoái Châu có những thú vui tập thể dục thể thao như chơi cờ tướng, tập bóng bàn. Các hoạt động này đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Người cao tuổi chia thành những nhóm nhỏ để chơi thể thao theo sở thích của từng người. Thu hút nhiều người cao tuổi trong xã tập nhất là môn bóng bàn. Hội người cao tuổi bố trí bàn tập tại nhà văn hóa thôn Lạc Thủy và Trung Châu. Câu lạc bộ bóng bàn người cao tuổi xã Đông Kết thành lập từ năm 2019 với trên 20 hội viên, tuổi từ 60 đến 75 tuổi. Đây là sân chơi bổ ích, một điểm hẹn thể thao cho người cao tuổi rèn luyện thể dục thể thao, góp phần sống vui, sống khỏe, sống có ích. Nhiều năm nay, môn bóng bàn đã trở thành bộ môn thể thao quen thuộc và được người cao tuổi thôn An Xá, xã Toàn Thắng yêu thích và tập luyện thường xuyên. Môn thể thao đã thu hút khoảng 20 thành viên tham gia. Cứ vào buổi chiều mỗi ngày, mọi người trong câu lạc bộ lại tập trung tại nhà văn hóa thôn để tập luyện và giao lưu rèn luyện sức khỏe. Mặc dù thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh nhưng việc tập luyện thể thao vẫn được duy trì. Tuy nhiên, để chủ động phòng dịch, câu lạc bộ bóng bàn thôn đã chia thành nhiều nhóm nhỏ và tập luyện theo ca để tránh tập trung đông người. Khi tham gia tập luyện, mọi người đều nghiêm chỉnh chấp hành đeo khẩu trang và thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Xuất phát từ niềm đam mê đối với bộ môn bóng bàn, nên một số người dân khu phố Chợ Gạo, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đã thành lập câu lạc bộ bóng bàn gồm 20 thành viên hoạt động theo phương châm tự nguyện, tự đóng góp tiền mua dụng cụ luyện tập tại nhà văn hóa khu phố. Câu lạc bộ hoạt động thường xuyên vào các buổi chiều hàng ngày, kể cả những ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì các hội viên vẫn dành khoảng 1 tiếng để đánh bóng bàn, duy trì rèn luyện sức khỏe. Đây là điều cần thiết không chỉ giúp người dân kiểm soát cân nặng hiệu quả mà còn giúp tinh thần sảng khoái, tạo đà cho một năm mới năng động và khỏe mạnh. Thực hiện việc tập luyện thể thao thích ứng an toàn với dịch bệnh, góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng. Câu lạc bộ dân vũ phụ nữ xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ duy trì tập luyện 3 buổi trên tuần, song vẫn đảm bảo phòng chống dịch. 60 hội viên của câu lạc bộ được chia làm 6 nhóm tập tại 3 thôn, không quá 10 người một nhóm, trong khi tập đều đeo khẩu trang và đứng giãn cách nhau. Nội dung tập rút ngắn xuống còn 30 phút mỗi buổi với những bài nhảy dân vũ đơn giản, dễ tập. Các thành viên trong câu lạc bộ xã hội hóa mua sắm quần áo đồng phục như áo dài, áo cộc tay thể thao. Duy trì tập luyện thể thao thường xuyên giúp hội viên phụ nữ xã Hoàn Long có thêm niềm vui, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các chi hội. Thưa quý vị và các bạn, thành tích môn cử tạ của thể thao Hưng Yên những năm qua có sự đóng góp không nhỏ của vợ chồng anh Huỳnh Tuấn Kiệt và chị Bùi Thị Huyền Trang. Chung niềm đam mê và tình yêu với bộ môn thể thao cử tạ, họ đã cùng nhau cống hiến và giành nhiều thành tích cao, đóng góp cho thành tích chung của thể thao Hưng Yên. Đến với cử tạ từ năm 1996 và đã từng là vận động viên của đội tuyển quốc gia và thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng năm 2014, anh Kiệt lại lựa chọn về thi đấu và cống hiến cho thể thao Hưng Yên. Đây cũng chính là cơ hội để anh gặp gỡ và nên duyên cùng chị Trang, vận động viên của bộ môn cử tạ thể thao thành tích cao Hưng Yên. Với những kinh nghiệm cũng như kỹ thuật được đúc rút qua tập luyện và thi đấu của mình, anh chị đã luôn cùng nhau tập luyện, chia sẻ, động viên với quyết tâm giành thành tích tốt nhất trong các giải đấu. Năm 2021 là năm cực kỳ khó khăn đối với thể thao tỉnh Hưng Yên. Nhưng mà vẫn nỗ lực của cá nhân của hai vận động viên Tuấn Kiệt và Huyền Trang, là hai vận động viên vợ chồng, đã giành nhiều thành tích trong năm tới. Đây cũng là những vận động viên triển vọng để giành huy chương cho Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2022. Cũng mong muốn hai vận động viên này cố gắng hơn nữa để đạt thành tích cao nhất. Trong suốt chặng đường gắn bó với môn thể thao cử tạ, anh chị đã gặt hái được rất nhiều thành tích cao tại các giải đấu. Trên 100 huy chương các loại, đó chính là thành tích mà anh Kiệt đã đạt được trong thời gian qua. Chỉ tính riêng từ khi về thi đấu cho thể thao tỉnh Hưng Yên, anh cũng đã đóng góp khoảng 15 huy chương tại các giải vô địch và đại hội. Còn chị Trang cũng đã đóng góp khoảng 60 huy chương tại các giải vô địch trẻ và thiếu niên. Hai vợ chồng em cũng mong muốn sẽ gắn bó lâu dài với cử tạ Hưng Yên và mong muốn con em sau này cũng theo vợ chồng em để đi theo tiếp con đường cử tạ thi đấu cho Hưng Yên. Trong năm 2021 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong tập luyện và thi đấu do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng gia đình anh Kiệt cũng đã giành được 10 huy chương gồm 8 bạc, 2 đồng tại giải vô địch quốc gia và giải các câu lạc bộ mạnh. Trong cái thời gian sắp tới, em sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu để giành thành tích cao nhất, đặc biệt là trong Đại hội Thể dục Thể thao tới đây. Trong hành trình tiếp theo của anh Huỳnh Tuấn Kiệt và chị Bùi Thị Huyền Trang là đạt thành tích cao nhất tại các giải thể thao lớn trong nước và khu vực để đem vinh quang cho thể thao thành tích cao tỉnh nhà.
Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.